Chào các bạn, mời các bạn đến với bài học đầu tiên của Trung tâm Đào tạo Thời trang Khâm Thiên kênh online. Để phục vụ cho buổi học đầu tiên thì chúng ta sẽ phải có một chiếc máy may. Và máy may ở đây chúng ta có máy may gia đình và máy may công nghiệp. Và ở đây là một chiếc máy may công nghiệp. Và ngoài ra chúng ta sẽ còn phải chuẩn bị giấy, vải, thước, bút chì và chỉ may cho phục vụ cho buổi học ngày hôm nay. Bây giờ mời các bạn cùng tôi theo dõi chi tiết bài học ngày đầu tiên ngày hôm nay, chính là hướng dẫn sử dụng máy may. Sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn các chi tiết của máy may công nghiệp để trong quá trình sử dụng, khi tôi nói đến chi tiết nào, các bạn có thể nhận biết được các chi tiết đó trên máy may. Đây là nâng chân vịt bằng tay. Khi chúng ta đánh suốt là một và chúng ta vận hành máy mà không có sản phẩm thì chúng ta sẽ sử dụng nâng chân vịt bằng tay. Và khi chúng ta sử dụng máy may thì chúng có sản phẩm, chúng ta sẽ hạ chân vịt này xuống thật nhẹ nhàng, bởi nếu các bạn vật nó xuống nặng nó sẽ bị gãy cái chân vịt này, cái lực nén xuống mạnh quá nó sẽ bị gãy, như thế sẽ không bền máy. Và đây là thanh lại mũi. Khi tôi nói gạt thanh lại mũi, tức là các bạn sẽ gạt thanh này để lại mũi. Và cái hình tròn có số này chính là chỉnh thưa mau của mũi chỉ, cái mũi chỉ mà các bạn may đấy, thì đây chính là cái thanh để chỉnh cho nó thưa và mau. Số càng nhỏ thì mũi chỉ càng mau, số càng lớn thì mũi chỉ sẽ càng thưa. Và bên cạnh nó là cái vô lăng của máy may. Cái vô lăng này giúp khởi động cái trục kim đó, và khi chúng ta vần thì trục kim sẽ vận hành đó, lên xuống lên xuống. Và chúng ta luôn luôn vần cái vô lăng này về phía lòng mình đó. Nếu như các bạn vần ngược lại thì khi các bạn không có chỉ không có ảnh hưởng gì, nhưng khi các bạn có chỉ, chúng ta vần ngược chúng ta sẽ bị đứt chỉ, bởi vì nó không theo một cái chiều thuận của cái máy may. Máy phía dưới này là bộ phận dùng để đánh chỉ. Thì khi chúng ta đánh chỉ, chúng ta sẽ lắp suốt vào đây và dẫn chỉ vào để đánh suốt. Và chỉ lúc nào chúng ta đánh chỉ vào suốt, chúng ta mới sử dụng bộ phận này, lật nó xuống và nhấc nó lên, lật nó xuống để chúng ta đánh suốt và kéo nó lên khi chúng ta không đánh suốt. Như vậy là tôi đã giới thiệu qua tất cả những cái bộ phận mà chúng ta trong quá trình sử dụng máy chúng ta sẽ sử dụng đến. Và khi chúng ta vận hành là tôi nhắc đến bộ phận nào, các bạn nhớ để các bạn có thể hiểu được ngay, nắm bắt bài thật tốt. Sau đây mời các bạn chú ý xem tôi hướng dẫn cách sử dụng máy may. Tư thế ngồi của các bạn đối với chiếc máy may công nghiệp là hai chân để lên bàn ga, lưng thẳng, hai tay để trên bàn máy. Đầu tiên các bạn sẽ bật máy để khởi động máy. Bật máy các bạn bật ở nút on đó. Khi các bạn không sử dụng máy nữa, các bạn sẽ tắt máy ở nút off. Khi máy điện đã vào đủ thì máy chạy rất là êm, không rít lên như lúc ban đầu chúng ta vừa bật, và chúng ta bắt đầu có thể sử dụng được máy. Đầu tiên các bạn sẽ nâng chân vịt này lên, nâng chân vịt lên để chúng ta khởi hành máy. Vì chúng ta chưa cho sản phẩm gì vào thì chúng ta tránh sự tiếp xúc giữa chân vịt và răng cưa, làm mài mòn chân vịt. Dùng lực ở đầu mũi chân để các bạn dậm xuống và máy sẽ khởi động đó. Và khi các bạn muốn dừng lại thì các bạn sẽ giật lại gót chân lại thì chúng ta máy sẽ dừng lại. Như vậy là giật ngược lại thì sẽ phanh. Tương tự như thế, cứ muốn một đường may dài thì các bạn lại dùng lực mạnh để nhấn đầu mũi chân và phanh lại bằng gót chân. Nếu chúng ta muốn một đường may chậm thì lực ở đầu mũi chân thật là nhẹ nhàng đó, và đến hết đường may của chúng ta sẽ phải phanh lại được. Sau đó một trình cấp cao hơn là các bạn sẽ phải may được những mũi một, mũi một đó, gọi là mổ cò, và các bạn phải phanh được theo ý của các bạn đó. Sau khi các bạn vận hành máy thuần thục
có thể may đường may dài, đường may ngắn hay mổ cò được, hoặc các bạn muốn dừng, các bạn dừng được, thì chúng ta sẽ chuyển sang một cấp độ mới, đó là chúng ta sẽ may trên giấy. Khi các bạn cho giấy vào để may thì các bạn sẽ hạ chân vịt này xuống, và lúc này chúng ta sử dụng gạt gối để nâng chân vịt này. Khi các bạn gạt gối sang thì cái chân vịt này của các bạn sẽ nâng lên, và lúc đó các bạn sẽ cho giấy vào để may. Sau đây mời các bạn theo dõi chi tiết hướng dẫn sử dụng máy sử dụng may trên giấy. Mời các bạn theo dõi chi tiết phần hướng dẫn may trên giấy. Đối với giấy thì ở đây tôi sử dụng giấy khổ A4. Chúng tôi gấp đôi tờ giấy lại để cho nó thành hai lớp giấy. Bởi vì khi chúng ta may lên vải cũng thế, chúng ta sẽ may hai lớp vải chứ không mấy khi chúng ta may một lớp vải. Ở đây các bạn có thể dùng tất cả các loại giấy báo hoặc là gì cũng được để chúng ta tiết kiệm, tận dụng. Chúng ta không nhất thiết phải là giấy trắng mới như ở đây. Để đưa được giấy vào thì chúng ta sẽ phải gạt gối, nâng chân vịt lên, đưa giấy vào và đặt giấy thẳng với mũi kim đầu tiên cắm xuống, thì chính là tờ giấy của các bạn sẽ đặt sát vào đó, và má chân vịt bên phải kề sát với mép giấy. Sau đó chúng ta bắt đầu may. Các bạn may vào 3 mũi, dừng lại, ấn thanh lại mũi và chân dậm máy, máy sẽ tự chạy ngược lại. Như vậy là các bạn sẽ khóa được cái đường chỉ may. Và khi chúng ta bắt đầu may tiếp thì chúng ta lại thả thanh lại mũi ra và tiếp tục vận hành để may được một đường thẳng. Các bạn chú ý tay các bạn giữ giấy để điều chỉnh cho giấy không bị trôi chệch đi, và luôn luôn kề sát má chân vịt vào với mép giấy. Đến kết thúc đường may, các bạn lại lại mũi 3 mũi để kết thúc đường may. Và khi may xong một đường may rồi thì các bạn lại gạt gối để nâng chân vịt, đưa sản phẩm ra. Đường may tiếp theo, các bạn sẽ đưa giấy vào, nâng chân vịt lên, đưa giấy vào và kề má chân vịt vào sát với đường may các bạn vừa may xong. Lại bắt đầu những thao tác như vừa làm với đường may thứ nhất, lại mũi ở 3 mũi đầu. Sau đó tiếp tục may và làm sao điều chỉnh để cho đường may thật thẳng, má chân vịt kề sát với lại cả đường may thứ nhất vừa may xong. Đến kết thúc đường may các bạn lại lại mũi. Cứ như thế các bạn làm nhắc đi nhắc lại với các đường may thẳng để cho thật thẳng. Làm sao chúng ta phải chạy thật từ từ để chúng ta điều chỉnh được giấy cho nó thẳng, để có thể làm được những đường thẳng thật đều, thật thẳng cho đến hết tờ giấy. Đây là một cái bài may đường thẳng mà đã may xong. Các đường thẳng cách đều nhau một bá chân vịt và song song với mép giấy. Đầu và cuối đường may có lại mũi. Sau khi các bạn may xong những đường thẳng, tự các bạn có thể kiểm tra nó đã thẳng, đã đều thì các bạn chuyển sang một đường mới. Hoặc cũng có thể sau khi các bạn may xong thì các bạn sẽ úp những cái bài may của các bạn lên trang của tôi và tôi sẽ nhận xét cho các bạn, giúp cho các bạn tiến bộ hơn. Sau đây thì chúng ta sẽ sang một đường may mới, đó là đường zig zag. Đối với đường này thì nó khó hơn đường thẳng một chút ở cái chỗ nó sẽ phải dừng được ở những cái đỉnh mà chúng ta muốn dừng. Vậy chúng ta sẽ phải kẻ ra những cái đường zig zag và chúng ta bắt buộc phải dừng được ở những cái đỉnh của nó. Các bạn kẻ những đường thẳng ban đầu để dựa trên đường đó chúng ta có thể làm những đường tiếp theo. Và bây giờ là chúng ta bắt đầu vào may đường zig zag. Ở 3 mũi đầu tiên, các bạn cũng lại mũi và các bạn may theo đường kẻ vừa kẻ xong. Nhưng đến gần tới cái đỉnh để dừng thì các bạn sẽ phải may từng mũi một, hoặc cũng có thể lúc này các bạn sử dụng vô lăng để các bạn vần cho làm sao nó dừng được đúng cái đỉnh các bạn muốn.
Khi kim cắm đúng đỉnh rồi thì các bạn sẽ nâng chân vịt lên để các bạn xoay giấy như tôi vừa xoay. Đó, kim cắm xuống, nâng chân vịt lên để xoay giấy sang bên này của cái đỉnh đường kẻ. Và tiếp tục may tới sát với đỉnh bên này, các bạn phải may từng mũi một. Đó, chân mổ cò để cho dừng được đúng cái đỉnh, cái góc. Rồi, cứ như thế các bạn may theo đường thẳng cho đến kết thúc đường zig zag đầu tiên, các bạn lại lại mũi. Để lấy giấy ra, các bạn lại gạt gối sang bên phải để nâng chân vịt lên. Sau đó chúng ta lại đưa, vẫn giữ nguyên gạt gối để đưa giấy vào may tiếp đường thứ hai. Hạ chân vịt xuống và bắt đầu ba mũi đầu tiên lại lại mũi. Má chân vịt của đường thứ hai này, má chân vịt các bạn lại kề sát với đường thứ nhất các bạn vừa may xong. Và tới gần cái đường cắt của đỉnh thì các bạn lại may thật chậm, mổ cò hoặc có thể sử dụng vô lăng để vần cho tới đỉnh. Cũng như thế, các bạn sẽ nâng chân vịt lên khi kim cắm đúng của vào đỉnh, rồi các bạn xoay sang bên này và hạ chân vịt xuống, tiếp tục may đường thẳng thứ hai song song với đường đầu tiên và cách đường đầu tiên đúng một má chân vịt. Tới sát với đỉnh rừng, các bạn lại vần nhẹ vô lăng và kim cắm xuống, rồi nâng chân vịt lên, quay sang bên này, hạ chân vịt xuống và tiếp tục may lại mũi ở ba mũi cuối cùng. Sau đó thì gạt gối và đưa giấy ra. Tương tự như thế, các bạn may các đường zig zag tiếp theo, may cho đến hết tờ giấy, tận dụng hết, không còn giấy thừa, để chúng ta may được những đường zig zag thật đều, thật thẳng và dừng được đúng đỉnh. Như vậy mới đạt được yêu cầu kỹ thuật của đường may zig zag này. Đây là một bài zig zag chúng ta vừa mới làm xong. Thật đều, thật thẳng và các góc này dừng đúng đỉnh, đúng góc. Đó. Như vậy là đã đạt yêu cầu. Khi các bạn may xong, các bạn cũng phải tự kiểm tra. Thứ nhất là đều thẳng, thứ hai là dừng được đúng các cái đỉnh của đường zig zag. Thì chúng ta sẽ chuyển sang một đường may mới, đó là đường tròn. Ở đây thì các bạn có thể dùng bất kể một thứ gì để các bạn vẽ một đường tròn lên để các bạn may. Còn tôi sử dụng cái đĩa để chỉ trên cái máy may và tôi vẽ một đường tròn đầu tiên. Nâng chân vịt lên, đưa giấy vào, hạ chân vịt xuống, đặt kim cho đúng vào với đường kẻ chì mà các bạn vừa kẻ xong. Sau đó thì các bạn sẽ may 3 mũi 1, kim cắm xuống, thì lúc này các bạn mới nâng chân vịt lên, gạt gối nâng chân vịt lên để xoay. Và cứ như thế, các bạn muốn may được đường tròn thì các bạn sẽ phải may 3 mũi 1. Và khi kim cắm xuống, nâng chân vịt lên, các bạn lại xoay giấy sang để may cái cạnh tiếp theo của đường tròn. Đường tròn nó cũng chính là những đường thẳng, nhưng mà đường thẳng ngắn, nhỏ, thì các nối lại thì nó sẽ thành một đường tròn. Chính vì vậy, để may được đường tròn, các bạn sẽ chỉ may được khoảng 3 mũi 1, sau đó kim cắm xuống, nâng chân vịt lên để các bạn xoay giấy. Đó. Cứ như thế các bạn làm thì các bạn mới may được những đường tròn thật tròn theo đúng ý của mình. Các bạn lưu ý là cái tay của các bạn khi mà để may đường tròn ý, thì cái tay của các bạn nó cũng phải luôn luôn chuyển động theo hình tròn thì nó mới không bị trôi chệch đi. Các bạn điều chỉnh giữ giấy nó mới được đúng theo ý mình. Còn nếu các bạn để sát cái tay xuống thì khi các bạn vận chuyển nó sẽ rất là khó, nó chậm, các thao tác tay của các bạn nó chậm. Các bạn chú ý luôn luôn nâng tay ở trên mặt bàn máy chứ không tì tay xuống bàn máy. Cứ như thế 3 mũi 1, kim cắm xuống,
Nhớ là kim phải cắm xuống thì các bạn mới nâng chân vịt lên để xay giấy, nếu không nó sẽ bị trôi giấy ra khỏi cái đường tròn của chúng ta. Sau khi các bạn kết thúc đường thứ nhất, sang đường thứ hai thì má chân vịt của chúng ta cũng sẽ lại kề sát với đường thứ nhất. Đây ạ, sang đường thứ hai thì má chân vịt của chúng ta lại kề sát với đường thứ nhất. Sau đó chúng ta lại may 3 mũi 1, khoảng 3 đến 5 mũi 1 cho nó vừa với đường tròn. Nếu các bạn không xoay thì nó sẽ chạy thẳng. Đó, các bạn nhìn thấy cái tay của tôi, tuy là tôi có thể may hơn 3 mũi nhưng mà bởi vì là tôi đã có cái sự chuyển động tay để xoay cái giấy. Đó, chúng ta cắm kim xuống và nâng chân vịt lên để xoay giấy. Nếu kim ở trên thì các bạn sẽ phải vần vô lăng để cho kim cắm xuống. Và vô lăng các bạn luôn luôn là quay về phía lòng mình nhé. Các bạn vần về phía lòng mình, chứ các bạn không vần ngược ra phía ngoài. Các bạn vần ngược ra phía ngoài khi không có chỉ thì sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng khi mà có chỉ sẽ ảnh hưởng tới đứt chỉ, và các bạn lại phải sâu lại chỉ. Như thế thì rất là mất thời gian. Nhớ là khi chúng ta vần vô lăng là luôn luôn vần về phía lòng mình. Cứ 3 mũi 1 chúng ta lại cắm kim xuống và nâng chân vịt lên để xoay. Cứ như thế các bạn may hết đường tròn ngoài thì sẽ vào đến đường tròn trong nhỏ. Càng nhỏ vào trong càng khó, như vậy đòi hỏi yêu cầu càng cao. Và chúng ta có thể may lớn ra ngoài, may những đường tròn lớn ra ngoài, lớn hơn cái đường tròn mình vẽ. Và kết thúc cái đường tròn này là đường nọ phải trùng lên đường kia, tức là trùng khít vào thành một đường tròn, chứ không phải chạy chệch ra ngoài. Chạy chệch ra ngoài cũng không được. Như vậy chúng ta đã may được những đường tròn, cứ nhỏ dần vào hoặc lớn dần ra. Đây là bài đường tròn mà tôi vừa thực hiện xong. Như vậy để may được một đường tròn, một bài đường tròn thật tròn thì các bạn phải cần có những kỹ năng và kỹ thuật rất là khó. Vậy chúng ta phải chịu khó tập luyện, rèn luyện và bài tập ở nhà của chúng ta. Để kết thúc buổi học, phần học ngày hôm nay, là các bạn sẽ phải may cho tôi những đường thẳng, đường zig zag, đường thẳng, đường zig zag và những đường tròn đạt yêu cầu kỹ thuật theo từng bài mà tôi đã nói. Rồi các bạn có thể tự mình nhận xét, hoặc cũng có thể các bạn úp bài lên trang group của tôi để tôi có thể nhận xét bài cho các bạn, để giúp cho các bạn tiến bộ hơn. Hẹn gặp các bạn ở buổi học lần sau. Chào các bạn.